là nếu như mà thiền là mình chánh niệm và tỉnh thức, thì khi mà mình hành thiền, mình thực hành thiền, thì những cái dấu hiệu nào để cho thấy là mình có cái sự tiến bộ? Hỏi hay ha. Cái dấu hiệu thứ nhất là mình thấy cái thân mình ít có ham muốn dục vọng. Mình thấy nó rõ ràng là mình ăn ít nè, mình ngủ ít, mình ít có nói, mình ít có nhu cầu đi thể hiện, ít có nhu cầu đi nghe người khác hay là cần người khác nghe. Bây giờ cái nhu cầu cảm thông với nhau á, muốn người khác cảm thông mình và mình cũng muốn cảm thông với người khác á, tức là cái năng lượng đó nó có một cái sự bất ổn ở bên trong, muốn người khác lắng nghe mình á, tức là cái tâm mình đang cần thì chia sẻ mà. Cần chia sẻ thì nó có gì trong đó nó cần chia sẻ. Khi mà mình muốn đi giúp một ai đó là sai rồi, bởi vì trên đời này không cần ai mình giúp, không có ai cần mình giúp hết á. Nhân quả nó vận hành như vậy, nhân như vậy, duyên như vậy và quả như vậy. Mà mình muốn giúp họ, tức là trước hết mình làm sai nhân quả của họ, thứ hai là cái tôi muốn giúp hay là cái gì. Bởi vì nếu mà mình giúp mà mình không làm cho họ ngộ ra thì mình đang cướp mất cơ hội tỉnh thức của họ từ đau khổ như này không. Cho nên á, cứu chúng sinh mà thấy mình cứu chúng sinh là không phải cứu chúng sinh, là Bồ Tát mà nghĩ mình là Bồ Tát là không phải Bồ Tát. Bởi vì trên đời này mình không có cứu được ai, chẳng qua là mình tỉnh rồi và mình phóng ra một chút ánh sáng nào đó, mình đi tới đâu mình phóng ra một chút ánh sáng, và ai sẵn sàng nhận chút ánh sáng đó thì tự động họ tỉnh cái thứ mà trong lòng mà có rồi. Ok, chứ mình đâu cứu ai. Nó cũng giống như vậy nè. Hằng ngày cái đời sống của mình đó là, thứ nhất là nó đã thấy mình ăn ít lại. Trong cái lúc mình ăn thì mình không có chu du cái lòng tham của mình, trong cái sự hưởng thụ. Thôi mình gấp một món nó ngon nha, cái lập tức mình gấp mình để sẵn cái món đó. Yes. bây giờ mình vẫn còn làm gì đó, nhưng mà mình thấy hành động đó, mình cái thấy đó trước đó mình thấy, bây giờ mình thấy, cho nên gọi là tỉnh thức. Cái đó là tham sân vẫn còn không? Còn, nhưng mà trước mình không thấy, bây giờ mình thấy, cái đó gọi là tiến bộ. Ok. Dạ, vậy con cũng có một cái trải nghiệm từ cái câu trả lời của thầy. Là bây giờ con tập yoga, cái động tác mà sườn với đùi là mình là sát với nhau thì con không còn tưởng tượng đến cái gì trong tấm nữa. Hay. Tức là mình đã tưởng tượng là một bước, rồi mình biết mình tưởng tượng là một bước, mà mình biết hoài cái tự động mình thấy nó không có giá trị, cái mình không có nhu cầu tưởng tượng nữa. Yes. Rồi cái suy nghĩ của mình ngồi thiền xuống nha, mình suy nghĩ hoài. Mình suy nghĩ hoài, mình ngồi xuống mà 5-10 phút mình suy nghĩ, nhiều người họ không thể ngồi xuống 5 phút á. Chúng ta tin không? Không thể luôn á. Không thể. Nó tụng chú ở trong á. Không phải mình tụng chú gì mà nó tụng. Chú thiếm gì chứ không phải là chú Phật. Ai. Mà làm không thể ngồi yên 5 phút. Cực kỳ là đau khổ. Với cái năng lượng mà tụng chú cực kỳ là đau khổ trong đó, và nó đang tiêu hao oxy của mình nữa. Nhanh nhất là người của mình cạn kiệt năng lượng. Cái chỗ này nè. Khi cái tâm mình nó an trú ở một cái chỗ rồi á, thì lúc đó cái năng lượng vốn không bị giới hạn của mình á, nó bắt đầu từ từ biểu hiện ra. Ok. Cái mặt trời lúc nào nó cũng sáng ở đó nha, nhưng mà nó thường xuyên bị mây mờ che lắm. Nhưng mà làm sao mình biết nó có mây mờ? Bởi vì phía sau mây mờ có gì? Cái mặt trời che. Mặt trời nó dù bị che nhưng mà nó có khả năng cho mình biết những cái thứ mà che đậy nó luôn á. Nghe kịp không? Yes. Cái tự tánh Phật của mình á, nó có thể cho mình biết những cái thứ nào mà cản đường nó luôn. Trên Đức Phật nói nè, khi tham thì biết, khi sân thì biết. Như vậy là tham sân là cái đối tượng để cái tánh Phật là cái mặt trời của mình đó, nó biết. À, cho nên á, trong cái đời sống hàng ngày của mình á, thực ra thì mình ngồi xuống những cái suy nghĩ trong mình á, là những cái bộ phim mình đã dựng. Những cái hoạt cảnh phim mình đã dựng. Ai viết kịch bản, mình viết. Ai đạo diễn, mình đạo diễn. Ai dựng cảnh, mình dựng. Ai diễn viên, mình diễn. Mình diễn hàng ngày như vậy đó, liên tục hết cảnh này đến cảnh kia. Ngồi ăn cũng diễn, đi kiếm ăn cũng diễn, đợi người yêu cũng diễn,
ngồi nhân yêu cũng diễn, không có lúc nào mà mình ngồi mình đợi họ thì mình đang diễn rồi, nhưng cái tâm mình nó hướng tới họ mà nó sao lâu quá, tại sao mình làm đủ thứ đó. Người ta nhắn tin với mình 5 ngày mà mình không có hỏi mà người ta ngừng nhắn tin là bắt đầu trong đầu mình nó tưởng ra những bộ phim ảo tưởng trong đó. Ok, thì nó diễn liên tục như vậy, từ ăn, từ ngủ, từ đi, từ đứng, từ làm việc, từ ở không, từ xem phim. Nó không diễn thì nó lấy những cái phim bên ngoài đổi ở đây. Thế nên sau khi ngồi xuống thì sao, những cái phim tự động nó trào về. Đấy, nó trào về liên tục. Nếu mà nó trào về liên tục mà mình không ngồi xuống mình xem phim á thì mình làm gì? Mình ngồi xuống mình tạo phim tiếp, mình ngồi xuống mình nghĩ tương lai, mình nghĩ quá khứ tiếp. Còn nghệ thuật tu ở đây là mình làm gì? Mình ngồi xuống mình không có làm người diễn viên, không viết kịch bản, không đạo diễn, không dựng cảnh, không thành nhân vật chính nữa. Ngồi làm gì? Ngồi xuống là ngồi xuống một cái cinema đủ rộng, đủ yên lặng với những con người cùng một chí nguyện, là ngồi xuống để yên lặng để làm gì? Để diễn phim hả? Không, để xem phim. Và khi mình xem những bộ phim thì nó tới một lần, wow, nó tới hai lần, mức độ phản ứng nó tới ba lần, nó phản ứng nữa. Đó, tại sao mình vui nhiều mình buồn nhiều? Bởi vì mình tưởng nó được, wow, này quý quá, mình có ba bốn lần cái mình thấy quý, mình thấy nó bình thường, xong cái mình mất một lần, chết rồi. Nhưng mình mất nhiều lần mình thấy nó bình thường. Yes, nó không phải là chai lì cái cảm giác cảm thọ, nhưng mà bởi vì đang nói cái chỗ là khi cái khả năng của mình mà xem những cái bộ phim mình diễn nhiều hơn là 5-7 lần á, là cái cảm thọ của người đó mà đem đến mình đau khổ lần lần nó hết. Bởi vì mình xem mà nó hết, mình xem hoài là nó hết. Mà bởi vì mình, tại sao mình không xem, tại sao mình không hết? Bởi vì mình chạy trốn đó, hoặc là mình đè nén nó. Mình chạy trốn hay mình đè nén nó là vô tình mình tạo cho nó một sức mạnh. Mình ngồi xuống là suy nghĩ, chứ đơn thuần là suy nghĩ thôi. Làm cho có chuyện suy nghĩ tốt hay suy nghĩ xấu, không có cái suy nghĩ nào tốt hết trơn á. Mỗi suy nghĩ đều xấu như nhau nếu như mình không ý thức được mình đang suy nghĩ. Nghe kịp chỗ này không? Mọi suy nghĩ đều xấu như nhau nếu mình suy nghĩ mà mình không ý thức mình đang suy nghĩ. Mọi suy nghĩ đều xấu như nhau nếu như là không có cái biết ở phía sau cái suy nghĩ đó. Mọi đám mây đều xấu như nhau nếu như ở phía sau nó không có mặt trời. Nhưng mà không có cái đám mây nào xấu hết. Nếu như phía sau nó có mặt trời thì nó có mặt trời đó. Nó biết được là cái đám mây là chướng ngại. Khi mà ta biết được là đó là chướng ngại thì ta giải thoát. Giải thoát tức là sao? Ta biết những gì trói buộc mình. Mặc dù nó còn trói buộc đó, nó còn sân, nó còn tham, nó còn buồn, nó còn giận đó, nhưng mà ta biết rằng những thứ đó là chướng ngại. Ta biết những thứ đó là vọng tưởng. Khi mà ta biết nó vọng tưởng thì ta có cho nó một sức mạnh không? Mà khi ta không cho nó một sức mạnh thì tự động nó đi, ta đâu còn đuổi. Vì sao ta ngồi xuống ta suy nghĩ hoài vậy? Bởi vì ta nghĩ nó quan trọng, ta nghĩ nó có thật, ta nghĩ nó của ta và ta nghĩ nó thường có. Ba suy nghĩ này. Đây kinh nghiệm thiền tập là khi ngồi xuống mà có một suy nghĩ nhá, là mình thấy suy nghĩ đó. Nếu mình không thấy suy nghĩ đó thì suy nghĩ đó nó chứa đựng mình, tức là cái tôi của mình chui vô trong một suy nghĩ. Mình nghĩ là tôi đang nghĩ, I think therefore I am. Descartes nói vậy mà, tôi tồn tại nên tôi suy nghĩ. Này bé thơ nó cũng nói lại một cách khôn ngoan và chính xác hơn ông nữa. Anh có cái miệng rồi anh mới ăn, hay anh ăn rồi anh có cái miệng? Anh có cái miệng anh mới gặm chứ. Như vậy là anh tồn tại rồi anh mới suy nghĩ, sao mà anh nói ngược lại là anh suy nghĩ rồi anh tồn tại là sao? Đây nó là một sự vô minh dày đặc của triết học phương Tây. Cho nên mình về mình ngồi xuống là vẫn có thói quen đó của con người. Mình ngồi xuống mình suy nghĩ, cái mình nghĩ mình lại suy nghĩ đó. No, mình là cái không gian này để cho cái suy nghĩ đó, nó giống như cái hoa này nó đến rồi nó đi. Yes, khi mình biết được cái hoa này nó đến rồi nó đi, khi nó đến thì nó không có làm cho cái suy nghĩ nó chặt lại, nó không gian này chặt lại, mà khi nó đi nó cũng không có làm cho không gian này rộng lên. Cái đó là bất sanh bất diệt, bất có bất tịnh, bất tan bất giảm. Khi mình biết được mình là không gian thì mình đâu quan tâm là cái hoa này ở có hay không. Yes, khi mình biết mình là cái bầu trời thì đám mây có hay không đó là vấn đề. Nó có hay không là nhân duyên nó sinh rồi nhân duyên nó diệt, kệ nó. Nên trong đầu của mình á, mình biết mình là cái tánh biết, mình là cái ý thức của cái phút giây hiện tại này, mình chỉ đơn thuần là cái sự nhận biết đó thôi á, thì cái suy nghĩ của anh ta, của ta, việc chưa làm, việc đã làm, việc sẽ làm, tại sao không làm, tại sao hàng ngàn những câu hỏi tại sao là nó xuất hiện cho cái gì? Cho cái vô minh mình muốn biết. Nhưng mà có cái biết nó không cần trả lời những câu hỏi tại sao, là nó ý thức những cái đám mây đang ở trong đầu. Chứ cần mình ý thức nó ở trong đầu là mình cứ coi nó, mình coi thử đám mây này tới, ô dễ sợ quá, ô dễ sợ rồi tan biến. Ô đám mây kia wow quá đẹp rồi tan biến rồi. Mây dễ sợ cũng về bầu trời, ok, mây xinh đẹp cũng về bầu trời, cuối cùng nó cũng về bầu trời. Và mây xinh đẹp nó đâu có làm cho bầu trời lớn rộng ra, mà mây xấu xa nó cũng đâu có làm cho bầu trời nhỏ lại. Và tại sao mình có cái đám mây xấu xa cái mình ngồi con không thấy ngồi thiền được? Ồ, anh cho anh là cái đám mây rồi, anh đang hạn hẹp lấy chính mình.
Nó còn cứ ngồi xem đám mây đi, dĩ nhiên có những đám mây lâu tháng, lâu ngày, lâu năm, quá nhiều những cảm xúc trầm cảm, cô đơn nó nặng, mình không thể đối xử với nó được một cách ngay lập tức, thì mình phải bắt đầu đối xử với những cái trạng thái nhẹ nhẹ. Tức là mình phải nâng cái cơ bắp tâm linh tỉnh thức của mình lên trước khi mà mình vô mình tập. Mình tập gym thì mình vô mình bưng quả tạ thiệt là bự à, nấu gãy tay liền. Mình phải bắt đầu tập những cái quả tạ nhỏ nhỏ. Yes, mình muốn leo núi Everest mà chưa biết leo lên đồi, leo Everest cho mà chết. Như vậy là bắt đầu tập những bước đi nhẹ nhẹ, ý thức trong những hành động nhẹ nhẹ, và ý thức trong cái đời sống hàng ngày nó tăng lên. Khi mà cơ bắp tỉnh thức chánh niệm nó tăng lên thì mình mới bắt đầu giác những quả tạ nặng nặng lâu tháng, lâu ngày, lâu năm, những đau khổ trầm cảm, những cô đơn nặng nề, những cái hình ảnh sầu thương bi thảm ở trong lòng mình năm 10 năm trước, những cái dục vọng mạnh mẽ, lúc đó là mới chơi được.